Vu với Quýt ai hơn ở vơ? Kèo cùng R. Vũ chẳng phải hơn Quýt tầm gần một trình, kèo cùng R. Đó theo quan điểm cá nhân của tôi. Đây là solo đấy nhá. Còn nếu mà đánh team thì chắc phải hơn tròn một trình mất. Vũ đánh team càng ngày càng khỏe. Gần đây nhất thì buổi chiều ngày hôm nay thì cặp đôi Văn Hưởng và game thủ vâng U98. Văn Hưởng và U98 cũng đã để thua cặp đôi vâng Tiễn Như Vũ và game thủ Roan Tễu với cái tỷ số là 3-1 với C. Mà hôm nay tôi có ngồi cạnh 98 tôi xem thì thấy ông Tễu chả thiếu tí gì. Toàn ông Vũ cân đôi. Vâng, chim sẻ gặp sư tử. Rồi, không trên dân. Một tình huống khá may mắn. Nghe gọi đây là tên trỏ như một con đó. Vâng, Vũ là tên viết tắt của game thủ Tiễn Như Vũ. Game thủ đến từ AOE Trung Quốc. Hiện tại đang thiếu ở trong máu của Cà Lan La Mã Phục Hực. Vâng, đây là hai con voi của chim sẻ. Ủa, BBM kín mặt trên. Nhà siêu đẹp. Những cánh đưa rừng cực kỳ dài. Chim sẻ sẽ phải tơ câu tơn hai voi này. Một tình huống xử lý ở độ khó cực cao của chim sẻ. Xử lý voi ở tình huống này nếu không cẩn thận thì rất dễ sẽ bị chết giật. Vâng, thêm một mỏ quả. Ui giời ơi, nhà siêu đẹp. BBM BC là kín. BBM BC là kín. Khoảng tầm 3 nhà cứng sẽ khiến được game thủ chim sẻ không kín nha. Như vậy là chim sẻ quyết định là giảm độ khó cho pha cầu vòi này. Một con về trước thôi. Vâng, lâu lắm rồi tôi nhìn thấy một bài sẻ nó đẹp như thế này. Về thế. Vâng, có thêm con sư tử nữa. Ăn sư tử xong rồi ấy cũng được. À không, vẫn xây được BG. Không được. Rất tỉ mỉ. Chuẩn bị sẽ là S2 dành cho game thủ chim sẻ. S2 có lẽ sẽ xảy ở phía bên ngoài. Mắc của mắc nha. Bài đẹp lắm đấy. Sao anh máy của nó 1. Bài anh có đẹp không? Hay sẽ đi dâng? E kìa. À rồi, xây rồi. Vâng, bài đầu 1 thì lần nào tôi quay sang anh bảo bài xấu. Tí thắng này anh lại có cầu đó là bài xấu nhưng mà cơ cấu tốt nên là vẫn thắng. Bài đầu 1 cũng rất đẹp về thế. Còn về đồ ăn thì đúng là hơi xấu thật. Đồ ăn của anh xấu như khuôn mặt của anh vậy. Kích đời, 7.45. Vâng, N1 đang muốn con bài đó đi dâng. Tôi nghĩ dâng là hợp lý thôi. Bởi vì bài này đánh đánh ở nhà thì sẽ khó để thi đấu. Vâng, bài sẻ chính là các bạn nhìn thì có vẻ như là đẹp thôi. Nhưng mà nếu đội bạn công từ 12 giờ xuống thì vẫn cứ là đẹp. Bởi bài này là bài mắc, không phải là bài đẹp. Thêm con hiêu nữa. Nô đang muốn xin sẻ một chút thực. Tôi nghĩ là bài của chim sẻ rất khỏe và hoàn toàn có thể không bơm cho nô 1. Vâng, BBM kín mặt bên này. Mắc binh rồi. Bài sẻ kích trong 10 thôi, 26 dân. Bài này không đánh ít dân. Bốc phải đánh nhiều dân ở bài đấu này. Kích đợi. 12 x rồi, ủa muộn thế. Vâng, nó một tiếp tục đi dâng. Trận trước anh dâng kiểu 4L và 1A. Chúng ta xem trận này anh sẽ dâng theo kiểu gì.
Có thêm hai con voi. Number 1 sẽ chủ động chạy dần ở giữa bản đồ sớm. Trên dốc có vẻ đẹp hơn. Nhưng mà trên dốc thì ăn voi nó lại hơi xấu. Một A rồi. Như vậy không phải bài 4. Ui, lên đời xong rồi. Rất sớm. Quýt cũng lên đời xong rồi. Căng nhá. Căng 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 căng. Trận này căng đấy. Cực kỳ căng luôn đấy. Bài sẻ tôi nghĩ là không sợ bị móc máy đâu. Bài này sẽ rất khó để có thể móc máy. Nhưng mà bài này thì tôi chỉ sợ họ ốp A luôn thôi. Sẻ lực khỏe nhưng đang muốn có bài đánh 4A. Ở thời đại xe hôn mã thì qua phút thứ 25 các bạn làm gì cũng được. Các bạn chuyển cung A, các bạn ngựa chém lạc đà cái gì cũng được. Mà thường cam thủ sẽ không sử dụng bài anh đấy. À, có khi tí đào tí vàng làm tí lạc đà nhỉ. Lạc đà buốt phết đấy. Được không? Được chứ. Lạc đà mà sợ gì hỗn mã. Lạc đà khắc cả cũng là cả sọc đơn mà. Bài đầu chính ra bài đầu khá lợi hại. Nhưng mà cam thủ không thường sử dụng. Mà tôi cũng chưa thấy sử dụng cả. Nên chưa biết độ hiệu quả nó là ra sao. Rồi chúng ta cùng xem No 1 đi, bởi vì No 1 sẽ bị công sớm. Tham 3-2. No 1 bị công vào rồi. No 1 công vào nhà, Bi công vào nhà của No 1 rồi. Và No 1 cũng đang muốn công vào nhà của Bi. No 1 đổi tham với cả Bi, trận đấu này là tươi đấy. Nếu như đổi tham với Bi, trận đấu này là tươi luôn. Cho ơi, Bi dâng thẳng cánh. Dâng thẳng cánh nha. No 1 cũng đang ăn dân của Bi này. Trọng sân rất đau. Đây lợi thế của trọng đơn, đen BB đi. Lực thịt của Nobot vẫn đang còn. Và thông tin báo về thì Bi bắt đầu sang nhà của game thủ chim sẻ. Vâng, Bi sang một turn khá bất ngờ. Kéo sẻ mất một vài con dân. Và bung đi hai màu gỗ. Sẽ cần cơ cấu kín cái turn này lại. Và bắt hết quân của ông thủ Bi. Chưa thấy Quýt có tình huống đẩy quân. Vâng, Bi vừa để mất một turn quân to nha. Một turn quân rất to. Đen e thì mới ăn được gỗ đấy. Rồi, tham là 51 dành cho cái thủ chim sẻ. Ở với cái thế nhà như này, ở thời điểm đầu thì sẽ không phải là quá khỏe. Nhưng ở thời điểm sau thì sẽ là mắc binh. Thông tin báo về No 1 tạo được sự đột biến với pha lủng nhà vào nhà của game thủ Cam Quýt. Nhưng mà dân chưa chết quá nhiều. No 1 đang điều với Cam Quýt. Cam Quýt không phải người có quá nhiều tay đâu. Khoai ruộng đã bị hở kìa. Vậy. Không nông dân đạo chính thì vậy. Không được. Không vào được. Bị bắt hết quần. Tham mai bài 1. Ồ, tham mày tươi đi nhá. Bi không khỏe đâu. Mà Cam Quýt thì cũng thế. No 1 đang thể hiện được cái bài đánh móc máy sở trường của mình. Bài Cam Quýt là bài đánh thẳng cùng. Vậy không vậy được. No 1 đang hơi yếu lực thịt. Lượng gỗ của No 1 thì đang nhiều. No 1 có lẽ cần phải về nhà của game thủ. Vâng, gặp. No 1 bây giờ đảo. Bây giờ No 1 đảo đi. Vâng, cung R lẫn sọc đơn bây giờ chỉ có nhiệm vụ đó là đảo thôi. Chứ không cần phải đi bắn nhau làm cái gì cả. Nó một quả lại Bi một tơn không. Bi hình như đang trên 12 giờ. Sẻ đang bắn được rất nhiều dân của cái thủ Cam Quýt. Đây là mảnh máy của game thủ chim sẻ. Vâng, tơn này thì kể cả các bị bắt hết chẳng nữa, tôi nghĩ là vẫn lãi dành ở chim sẻ. Vẫn cực kỳ lãi luôn. Vâng, Cam Quýt vừa để chết khoảng tầm 20 con dân, thậm chí là nhiều hơn. Vâng, liệu rằng có đường chạy cho chim sẻ không? Tơn này hình như là không có đường chạy. Chim sẻ đang cho hai con đi dò trước. Vâng, tăng thêm chiếc nhà bên thứ năm và nhà bên 6. À, có. Vâng, đường rộng thênh thang luôn. Thêm một BG nữa để có thể ra thêm ruộng. Vâng, No 1 đang quấy rất tốt để cho chim sẻ có thể có một thế cần bản đồ. Vâng, bây thì là kéo về nhà thôi. Đào một chút vàng để chuẩn bị nâng cấp được đầu máu và công nghệ giáp 4 nếu cần. Vâng, No 1 đang ăn hoang. Vâng, đang ăn gỗ ở đây. Tôi nghĩ là nên vào trong nhà của sẻ để ăn gỗ, có vẻ nó sẽ an toàn hơn. Ăn ở đây tôi thấy nó hơi nguy hiểm. Bởi vì là chiến sự chuẩn bị giao tranh ở gần nhà chim sẻ rồi. Mà chiến sự giao tranh gần nhà chim sẻ thì chỗ này kiểu gì cũng sẽ bị công vào. BB tạm thời đang không có đường công vào nhà chim sẻ. Sẻ có làm nốt cái E ở nhà BA không? Đấy.
Như vậy là tí còn đi quân ra cứu. Thôi được rồi, đây là cái suy nghĩ của chim sẻ. Nô 1 tham lai là 30. Cứ quản lại bi thôi. Vâng, bây giờ nô 1 đi ôm bi thôi. Chỉ cần đi ôm bi thôi. Chim sẻ sẽ lo nhiệm vụ, đó là cần cam quýt. Tôi nghĩ đó là nhiệm vụ mà chim sẻ sẽ làm. Tham lai 28. Vâng, bi vẫn đang đi quản vào nhà của game thủ nô 1. Và nô 1 cũng đang chỉ đi thi đấu với game thủ BB thôi. Nhà quýt thì hiện tại thì có lẽ đang đứng thủ rồi, nên nô 1 sẽ không thể vào được. Có thành thang vào đi, vào vẽ ruộng thoải mái. Chim sẻ đang đi một tân quân, vàng chưa đủ để kích được đầu máu dành cho game thủ chim sẻ. Bây giờ mới kích đầu máu 6 BA dành cho chim sẻ. Vâng, BA tiếp theo, BA thứ 7. Sẻ đang đi một con đường mòn vào nhà của cam quýt. Cam quýt đập BC để chủ động phát triển. Cam quýt hình như vẫn chưa biết tuần này. Vâng, tuần này là tuần cực đau, nhưng hãy nhớ rằng nhà của game thủ chim sẻ là biệt thự nha. Còn nhà cam quýt chỉ là một cái thế nhà, theo tôi đánh giá nó chỉ rơi vào tầm vâng 2 tầng thôi. Vâng, cam quýt không đổi nhà rồi, nhưng mà là tươi. Không đổi nhà tuần này là tươi. Sẻ quyết định lao thẳng vào nhà của game thủ cam quýt luôn. Rất nhiều nhà BA được giải ra dành cho game thủ chim sẻ. Cam quýt mất ruộng chính. Vâng, các bạn thấy được cái sự vâng không được chắc tay lắm dành cam quýt khi mà anh đánh ở nhà. Chim sẻ đang đưa quân ra để cứu vào nhà BA, nhà BM và nhà BB của mình ở phía trên. Cam quýt liệu rằng có bỏ nhà không? Tôi với anh vẫn chưa bỏ nhà. Chưa bỏ nhà thì lại quá tươi. Tôi chỉ cần anh giữ nhà thôi. Vâng, nhà của anh là cực sâu. Tuần này chim sẻ đang bị mất tay. Rất có thể chim sẻ sẽ bắt quân ở cả hai mặt trận. Vâng, chim sẻ tăng BA thứ 9. Một trận hiếm hoi chúng ta nhìn thấy chim sẻ đánh kiểu trâu quân. Vâng, sẻ đang còn bắt ngược quân của cam quýt. Phá giải loạn xì ngậu của game thủ chim sẻ. Độ hiệu quả của nó vẫn đang là khá cao khi quân của chim sẻ đang ở trên dốc. Cam quýt đấu quân trong tuần này, tôi nghĩ chim sẻ mất tầm 100 con thì cam quýt sẽ mất tầm bằng 130 con. Chim sẻ sẽ lợi thế. Ở nhà chim sẻ vẫn đang sóc quân là siêu đẹp, trong đó nhà cam quýt sẽ không thể vắt quân được. Kể người mất khoanh thủ chính rồi. Nâng cả bản đồ dành cho chim sẻ và thích thì Kalaka giáp 4 nữa cũng được. Vâng, BB Risa thì quay sang nhìn thấy người đồng đội của mình đã hết ruộng rồi. 42 dần và 58 dần tham chim sẻ to bằng 3 người cộng lại. 3-1 đó là kết quả trong siêu thứ 3. Chúng ta có 3 xe bỏ túi. À dạ. BB màu 2 tôi cạn lời. Xin lỗi anh em. Xin lỗi. Vâng, tập trung bình luận quá. Vâng, BB màu 2 còn cam quýt là màu 1, hai ông thần đổi màu cho nhau.